Nếu chỉ nhìn qua, bạn sẽ thấy hạt mầm này thật nhỏ bé và tầm thường. Nhưng khi hạt mầm lớn lên, nó sẽ trở thành loài cây vô cùng cao lớn. Chúng hấp thụ ánh nắng mặt trời và cung cấp nguồn năng lượng cho trái đất. Đó là cây củ tùng, loại thực vật lớn nhất trên trái đất. Không ai ngờ rằng, khởi điểm của loài cây này lại chỉ là một hạt mầm bé nhỏ. Với viễn thông, hạ tầng mạng lưới cũng được xem là nguồn năng lượng thúc đẩy sự phát triển. Chính vì thế, sức mạnh của Viettel chính là sức mạnh của hạ tầng mạng lưới viễn thông. Song hành cùng sự phát triển của tập đoàn chính là những đóng góp không biết mệt mỏi của người tư vấn thiết kế vào việc phát triển hạ tầng viễn thông Viettel suốt chặng đường 25 năm qua. Với vai trò là lá cờ tiên phong trên mặt trận xây dựng, phát triển hạ tầng Viettel, công ty tư vấn thiết kế Viettel đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công chung của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội. Những năm tháng cống hiến, hy sinh thầm lặng ấy đã tạo nên một bản sắc riêng cho người tư vấn thiết kế. Luôn tiên phong, đi đầu, sẵn sàng đối đầu thách thức, học hỏi, trưởng thành từ thất bại và khát khao chinh phục những đỉnh cao. Lịch sử hào hùng của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel hôm nay đã bắt đầu từ những công trình đi làm thuê 25 năm trước. Hãy nhớ lại 25 năm trước, ngày 30 tháng 10 năm 1995, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc ra quyết định thành lập Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế, tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày nay. Giai đoạn đầu thành lập với nhiều khát vọng nhưng cũng lắm khó khăn. Cán bộ nhân viên VTK khi ấy chỉ chưa đến 10 người. Hành trang của họ chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và khao khát khẳng định mình. Xí nghiệp khi đó đã được giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các công trình cột cao và vi ba phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Liên tiếp từ năm 1995 tới năm 2000, các cán bộ của xí nghiệp vẫn chủ yếu đi làm thuê cho các đối tác trong nước. Chỉ gần chục người ra Bắc vào Nam làm không hết việc bởi uy tín của họ đã được khẳng định. Họ đã trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khảo sát và thiết kế cột cao, tháp thép tự ứng ở trong nước. Dọc dài đất nước, không biết đã có bao con đường được mở ra từ dấu chân của người tư vấn thiết kế, từ những cột anten cho các đài truyền hình, bưu điện, cho đến hoàn thành dự án tuyến cáp quang 1A. Đó là những ngày tháng hào hùng mà người VTK đã xoay sở đủ cách, hăng say làm việc để giữ được cái tên Sizenco và cũng là có được Viettel ngày hôm nay. Khi được giao nhiệm vụ mà coi như chủ trì cái bộ phận thiết kế của lúc bây giờ gọi là xí nghiệp, mới là xí nghiệp chứ bây giờ không đi, cảm giác là hết sức tự tin. Chúng tôi ra đời vào cái thời điểm đó là cái thuận lợi là về con người là chúng tôi hội đủ tất cả các cái bộ phận, nhưng cái khó khăn là lúc bây giờ là kinh tế phát triển chúng tôi còn tốt, phương tiện nghèo nàn, số người ít, trang thiết bị chưa có gì. Bằng cả con tim, khối óc, bằng cả sự tài hoa, sáng tạo và khát vọng cống hiến của những người kỹ sư VTK, lịch sử của Viettel đã dần được tạo dựng xuyên qua gian khó. Trong mỗi thành công đó, đều thấm đẫm mồ hôi của lớp lớp thế hệ người lao động xí nghiệp khảo sát thiết kế. Bước sang năm 2000, xí nghiệp khảo sát thiết kế nhận trọng trách rất lớn, đó là khảo sát, thiết kế toàn bộ hệ thống hạ tầng mạng lưới viễn thông, tạo tiền đề cho việc kinh doanh dịch vụ di động của Viettel sau này. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới và rất thách thức vì chưa từng có đơn vị nào ở Việt Nam làm được. Trước đó, hoàn toàn phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài. Nhưng với quyết tâm tự làm của lãnh đạo Viettel khi đó, cùng với kinh nghiệm của những ngày làm thuê, cán bộ nhân viên xí nghiệp khảo sát thiết kế đã từng bước nghiên cứu và làm chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giai đoạn từ 2003 tới 2005, hạ tầng viễn thông của Viettel đã có những bước phát triển thần kỳ, từ việc phải dựa một phần vào hạ tầng của bưu điện trở thành một hạ tầng độc lập, hoàn chỉnh và có tiềm lực đứng thứ hai tại Việt Nam với 3 trục chính cáp quang trong nước, 3 đường trục cáp quang quốc tế và 1.600 trạm BTS bằng số trạm các đơn vị viễn thông khác xây dựng trong 10 năm. Tất cả những thành quả này
đều ghi đậm dấu ấn của các cán bộ xí nghiệp khảo sát thiết kế, những người gieo mầm cho hạ tầng viễn thông Viettel. Từ 2005 đến 2010, trong sự phát triển như vũ bão của tập đoàn Viettel, giai đoạn này, công ty VTK có sự phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng sấp xỉ 100% doanh thu, năm sau tăng gấp đôi năm trước. Đây là bước phát triển thần kỳ, đưa công ty từ vị thế làm thuê nhỏ bé trở thành công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, là công ty đóng góp vào ngân sách nhà nước lớn nhất trong lĩnh vực ngành nghề. Đây cũng là giai đoạn mà người Viettel nói chung và người VTK nói riêng hiểu rằng họ không còn đi làm thuê nữa mà đã được làm chủ, xây dựng chính mạng lưới của mình. Thành quả của những tháng năm miệt mài gieo mầm ấy là đến năm 2010, Viettel đã xây dựng được một hạ tầng viễn thông khổng lồ, phát triển rộng khắp các tỉnh thành phố trong cả nước với 4 đường trục cáp quang Bắc Nam, các tuyến nhánh, tuyến rẽ với gần 140.000 km cáp quang, hơn 50.000 trạm phát sóng, một số lượng trạm mà nếu gộp lại chiều cao đủ trải dài từ Bắc chí Nam, gần 30.000 trạm 2G, 22.000 trạm 3G, phủ sóng rộng khắp đến vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược như Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc, Tây Nam và các vùng biển đảo, kể cả quần đảo Trường Sa. Người cán bộ khảo sát thiết kế là cái người mà luôn luôn đi trong cái tuyến đầu. Đấy là những cái tố chất, những cái mà coi như là khắc phục khó khăn trong cái việc mà thực hiện cái việc khảo sát thiết kế. Công ty tư vấn thiết kế đã đồng hành với tập đoàn từ những ngày đầu. Thậm chí cái thời mà tập đoàn còn chưa tham gia thị trường viễn thông ấy, thì công ty tư vấn thiết kế đã tham gia khảo sát thiết kế những công trình viễn thông, công trình phát thanh truyền hình, và là một trong những công ty mang cái nguồn tài chính về để như là nuôi dưỡng tập đoàn từ ngày đầu. Khi tập đoàn bắt đầu tham gia vào thị trường viễn thông ấy, thì là công ty khảo sát thiết kế luôn luôn là công ty tiên phong làm những việc đầu tiên. Trong suốt cái quãng đường phát triển vừa rồi của tập đoàn, thì là công ty tư vấn thiết kế luôn luôn đồng hành và đóng góp những cái công sức rất là quan trọng cho cái việc là thành công của tập đoàn ngày hôm nay. 2010, công ty đã chuyển đổi thành công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel. Trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng viễn thông trong nước đã bão hòa, để đảm bảo đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì, hội đồng quản trị và ban giám đốc của công ty đã nhanh chóng, linh hoạt trong việc chuyển đổi và mở rộng hướng phát triển của đơn vị. Có rất nhiều cách làm mới đã được áp dụng để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà trong số đó là việc đào tạo 2-1, nghĩa là một nhân viên có thể vừa khảo sát viễn thông, vừa khảo sát xây dựng. Điều đó đã nâng cao năng suất công việc lên gấp đôi, hiệu quả cũng tăng thêm rõ rệt. Cái doanh thu thì tăng lên, cái chi phí giảm đi. Kỳ đó, đối với cán bộ công nhân viên là rất là phấn khởi, thu nhập của người lao động thực sự lúc đó là ổn. Đấy, ổn, có những thời kỳ phải ổn hơn cả tập đoàn. Là những người đã đi khắp rộng dài đất nước, người VTK hiểu rằng viễn thông luôn là động lực phát triển, tạo ra những sinh kế mới, có thể thay đổi cuộc sống của người dân. Chính vì thế, với họ, xây dựng Viettel không phải chỉ để có đồng lương, mà ở đó còn có cả trọng trách xây dựng đất nước, giúp quê hương trở nên giàu mạnh. 25 năm qua, chính từ động lực lớn lao đó, một xí nghiệp khảo sát với 10 người ban đầu, nay đã lớn mạnh thành đội ngũ hàng trăm chuyên gia kỹ sư để trở thành một công ty có vị thế số 1 Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, hạ tầng viễn thông. Cùng với Viettel, công ty VTK tiến ra thế giới. Đến những vùng đất mới, người VTK tiếp tục để lại dấu ấn bằng những thành công có ý nghĩa lịch sử to lớn. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, có thể nói công ty VTK là đơn vị đầu tiên sớm nhất của Viettel đã ghi dấu ấn của mình trên thị trường thế giới bằng việc khảo sát thiết kế tháp anten phát sóng cao 140m cho Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Lào năm 1999. Đến nay, đã tham gia khảo sát thiết kế hạ tầng viễn thông tại 10 nước mà Viettel đầu tư với khối lượng công việc rất lớn, 11.900 trạm BTS, 50 tuyến trục V3, 31.800 km truyền dẫn cáp quang, 45 tổng đài cho 10 thị trường trên toàn cầu của Viettel. Viễn thông bão hòa, nguồn việc dần cạn kiệt. Thêm vào đó, cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt.
VTK đứng trước nguy cơ sống còn. Để tồn tại, mở rộng không gian kinh doanh là con đường duy nhất. Trong giai đoạn này, để tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực của công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc công ty đã lãnh đạo tổ chức việc mở rộng không gian phát triển, mở rộng khái niệm về nghề tư vấn, chuẩn bị các nguồn lực và con người để hình thành nên các ngành nghề mới. Các lĩnh vực nghề nghiệp mới đã mở ra cho cán bộ nhân viên công ty nhiều con đường để đi tiếp, tạo ra nhiều thách thức để cán bộ nhân viên trưởng thành, tiếp tục tạo ra cơ hội để công ty phát triển lên một tầm cao mới. Lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực giám sát thi công, lĩnh vực kiểm định, lĩnh vực ICT. Năm 2019, VTK đẩy mạnh công tác kinh doanh ngoài Viettel. Một trong các công việc bên ngoài nổi bật là việc hợp tác cùng Bộ Công an triển khai hạ tầng truyền dẫn ở 27 tỉnh thành với 4.500 km cáp quang. Đây là dự án xây dựng hạ tầng viễn thông lớn nhất của Bộ Công an. Với nhiều nỗ lực, công ty đã hoàn thành tốt tiến độ chất lượng công việc, được chủ đầu tư đánh giá cao và xem xét hợp tác trong các dự án tiếp theo. Năm 2016, công ty tư vấn thiết kế Viettel được chọn lập dự án xây dựng hệ thống trực canh cảnh báo thiên tai đa mục tiêu, đề án trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa Vũng Tàu, với 532 trạm trực canh cảnh báo kết nối đồng bộ với Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá có giá trị nhân văn cao, đảm bảo an toàn cho nhân dân ven biển, được người dân hết sức ủng hộ. Quá trình triển khai thì tôi thấy rằng là công ty tư vấn Viettel là một cái đơn vị có năng lực tốt trong cái việc mà triển khai cái hệ thống phù hợp, đáp ứng được các cái yêu cầu, mục tiêu của cái dự án. Với một cái năng lực của công ty tư vấn thiết kế Viettel như vậy, và chúng tôi cũng đã có cái quá trình làm việc cũng như là có cái sự tin tưởng lẫn nhau, thì chúng tôi nghĩ rằng là tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với tổng cục, báo cáo với bộ để cùng với Viettel thực hiện tiếp những cái công việc còn lại của dự án. Từ năm 2019, cùng với chủ trương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng mạng lưới của tổng công ty viễn thông Mobile Phone, với vị thế số 1 Việt Nam, công ty VTK đã được Mobile Phone tin tưởng hợp tác tham gia khảo sát thiết kế hạ tầng viễn thông. Sau hơn một năm phối hợp, công ty VTK đã khảo sát thiết kế trên 120 trạm BTS và trên 11.550 km tuyến truyền dẫn, giúp VTK hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu ngoài Viettel, tạo vị thế, năng lực, uy tín của công ty trước các đối tác, khách hàng. Cái đội ngũ cán bộ của kỹ thuật mà thiết kế của Viettel và giám sát tôi đánh giá là chuyên nghiệp. Tại vì về bằng cấp, về các năng lực của tổ chức là rất tốt. Và ở trong phía Nam này nó là một trong những đơn vị hàng đầu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong muốn là cũng hợp tác về lâu dài với đơn vị tư vấn thiết kế, công ty cổ phần thiết kế Viettel. Ở bất cứ giai đoạn phát triển nào của tập đoàn, công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel vẫn luôn là ngọn cờ đầu trong toàn tập đoàn về nỗ lực vượt khó, về tinh thần làm việc quả cảm, quên thân và về sự sẵn sàng xung phong, đi đầu, nhận những thách thức khó giải nhất. Mặc dù vậy, ít ai biết rằng công việc của người VTK thực chất lại là một công việc đầy tính sáng tạo. 55 sáng kiến giải pháp đã được ứng dụng vào thực tế trong 5 năm qua, đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Ví dụ như giải pháp thay thế đốt cột của phòng kỹ thuật. Theo cách truyền thống, nếu muốn sửa chữa những đốt cột hư hỏng này, chúng ta phải hạ thiết bị phát sóng và dỡ cột để thay thế. Điều này sẽ dẫn đến gián đoạn thông tin. Áp dụng giải pháp mới, các kỹ sư của VTK sử dụng phần mềm tính toán kết cấu chuyên dụng. Các kỹ sư sẽ dùng bộ kích và hệ thống gá được thiết kế chuyên biệt để lôi đốt cột bị hỏng ra ngoài và thay thế bằng đốt cột mới. Giá trị làm lợi khi dùng giải pháp thay đốt để xử lý các cột đang bị hư hỏng trên toàn mạng lưới Viettel đạt xấp xỉ 30-40 tỷ đồng. Tôi đề xuất là có nhân rộng cái phương pháp này, là để chúng ta thay thế rồi sửa chữa những cái cột bị hỏng, bị hư. Và phương pháp này tôi đánh giá là nó rất là tốt, ý tưởng rất là hay. Trong thành công của công ty 25 năm qua, Đảng ủy công ty đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng ủy đã giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, giữ vững trận địa tư tưởng, lãnh đạo
chỉ đạo, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có khát vọng, có tình yêu với công ty, với đất nước, xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất cao, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu trước quần chúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có thể nói là từ những cái đảng viên đầu tiên từ ngày thành lập tổ chức đảng đều nêu cao cái tinh thần gương mẫu, tham gia vào trực tiếp vào quá trình sản xuất và chỉ đạo các hoạt động sản xuất với tinh thần đoàn kết, quy tụ được cái sức mạnh của toàn thể tập thể cán bộ công nhân viên vượt qua các cái giai đoạn khó khăn, đặc biệt là những cái giai đoạn mà Viettel bùng nổ đầu tư về hạ tầng thì công ty tư vấn thiết kế lúc đấy với toàn thể đảng viên cán bộ công nhân viên thì luôn phát huy tinh thần vượt khó xung kích và để đảm bảo cái việc là đi đầu trong cái công tác khảo sát để xây dựng lên một cái hạ tầng Viettel lớn mạnh như ngày hôm nay. Có thể nói, trong ngành nghề tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông hiện nay, khi nói đến công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel, các doanh nghiệp cùng ngành nghề không thể phủ nhận vai trò, đóng góp về trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm của công ty, làm cơ sở để các đơn vị học hỏi, tiếp thu, phát triển. Đây là một cuộc họp thường niên của Ban Vận động Hiệp hội Tư vấn Thiết kế Việt Nam. Các thành viên của Hiệp hội đều là những đơn vị có vị thế và uy tín trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng trên toàn quốc. Tất cả tề tụ ở đây với mục đích cùng xây dựng và phát triển ngành nghề tư vấn thiết kế nhằm khẳng định vị thế của lĩnh vực tư vấn thiết kế Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới. Một lần nữa, vai trò của người lĩnh sướng VTK lại được khẳng định với việc định hướng phát triển của ngành tư vấn thiết kế Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Phải nói là chúng tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của công ty tư vấn thiết kế Viettel vì đây là đơn vị đưa ra ý tưởng đầu tiên và là người mà đến nay đang là người dẫn dắt tất cả những và dẫn dắt và đưa ra đường hướng để hiệp hội đi có một cái bước phát triển nó đúng với cả nguyện vọng của đa số các đơn vị tư vấn thiết kế. Đây là buổi đón tiếp các thế hệ lãnh đạo công ty đến thăm trụ sở mới do chính công ty tự mua. Nó không chỉ là ngôi nhà thứ hai của mỗi một thành viên VTK mà còn là một biểu tượng, là niềm tự hào của họ với bạn bè, với đồng nghiệp ở trong chính tập đoàn. Với văn phòng này, người VTK muốn khẳng định nhiều điều. Đó không chỉ là việc viết tiếp những trang sử đầy hào hùng của một đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao, luôn đứng ở vị thế số 1, mà còn là sự khẳng định về một giá trị mới rộng lớn hơn. Những công cụ công nghệ như Big Data, IoT, AI sẽ được ứng dụng trong hoạt động tư vấn, khảo sát thiết kế. Và với năng lực kinh nghiệm của mình, công ty tư vấn thiết kế Viettel sẽ tiến tới việc áp dụng công nghệ, thiết kế thông minh, ứng dụng chuyển đổi số để cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của người VTK đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận với tấm huân chương lao động hạng 3, sự ghi nhận của Nhà nước về thành tựu 25 năm cống hiến, xây dựng và trưởng thành. Là một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội thì VTK phải là doanh nghiệp 1.000 tỷ trở lên. Để hoàn thành được cái giấc mơ 1.000 tỷ là một điều rất khó. Thị trường cũ đã không còn, công việc cũ đã không còn. 25 năm qua, người tư vấn thiết kế Viettel nhìn chung là chất phác, là chăm chỉ. Nhưng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì hai điều đó không đủ. Chúng ta phải cần đổi mới, cần sáng tạo, cần thông minh. Và vì thế cần phải có những nguồn lực mới, đem lại sức sống mới cho một công ty tư vấn thiết kế Viettel mới. Song hành cùng với chiến lược kiến tạo xã hội số của tập đoàn, công ty VTK tiếp tục tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông, hạ tầng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kết nối thông minh bằng các giải pháp công nghệ mới, góp phần đưa cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển tại Việt Nam và các thị trường nơi Viettel đầu tư, đưa các công nghệ mới, vật liệu mới vào thiết kế thi công, tham gia kiến tạo một xã hội 4.0 hiện đại, thông minh, phục vụ con người
vì con người. Mục tiêu của công ty đến hết năm 2020 là doanh thu đạt 136 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2025, doanh thu đạt 350 tỷ đồng. Tập đoàn Viettel là một tập đoàn công nghệ cao, cho nên chắc chắn là công ty tư vấn thiết kế cũng phải trở thành một công ty công nghệ cao. Việc thứ nhất là công ty phải nhanh chóng áp dụng tất cả những công nghệ số mới để áp dụng vào công việc của mình. Ví dụ như ứng dụng bản đồ số, ứng dụng những cái công nghệ số, ứng dụng những cái thiết kế, hệ thống thiết kế tự động, rồi những cái nghiên cứu những nguyên vật liệu mới chẳng hạn đấy, để áp dụng những công việc, để tiếp tục là khảo sát và xây dựng lên những cái mạng lưới mới của tập đoàn. Ví dụ sắp tới đây là mạng lưới 5G rất là hiện đại, và có thể là 6G, 7G tiếp theo. Tập đoàn hiện nay bước sang cái giai đoạn chuyển đổi số, tức là đang xây dựng những cái mạng lưới công nghệ thông tin, ví dụ như là các mạng lưới cho y tế, cho giáo dục, các đô thị thông minh, rồi các hệ thống vạn vật Internet, IoT. Thì công ty tư vấn thiết kế phải tiếp tục là nâng cao cái trình độ của mình, bước vào những cái lĩnh vực mới để đồng hành cùng với tập đoàn xây dựng lên những cái công nghệ, những cái mạng lưới mới như là tôi vừa nói. Việc tiếp theo nữa là công ty tư vấn thiết kế thì phải mở rộng ngành nghề của mình ra ngoài cái viễn thông và công nghệ thông tin. Là hiện nay với những kiến thức của mình, với những cái dụng cụ của mình hiện đại, số của mình có trong tay, thì chúng ta phải mở rộng cái chuyên môn của mình sang những lĩnh vực, ví dụ như là thiết kế dân dụng, thiết kế nội thất, thiết kế tòa nhà, thiết kế cảnh quan. Tức là rất nhiều những cái lĩnh vực mới mà hiện nay là xã hội, khi để xây dựng xã hội số thì rất cần những công việc như vậy. Và tôi tin tưởng là tư vấn thiết kế sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng với tập đoàn để tiên phong và chủ lực trong việc xây dựng xã hội số tại Việt Nam. Cây củ tùng có thể vươn mình trở thành sinh vật lớn nhất thế giới cũng nhờ được sinh ra và lớn lên trong một môi trường phù hợp. Giống như củ tùng, VTK sinh ra trong gia đình Viettel. Bao năm qua, chúng ta lớn lên nhờ sự chở che của gia đình Viettel. Để đến hôm nay, dù đã ở tuổi trưởng thành, VTK vẫn gắn bó và phát triển hơn nữa bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. 25 năm qua, bằng chính những khát khao vươn lên, chinh phục đỉnh cao của những thế hệ người VTK, công ty đã đạt được sự thành công và cơ đồ của ngày hôm nay. Những giá trị đó chắc chắn sẽ là kim chỉ nam để dẫn dắt chúng ta tới những chân trời mới, vượt qua những thách thức mới và nắm bắt những cơ hội mới của kỷ nguyên công nghiệp 4.0.